chào cô. Chào Minh Châu. Minh Châu và cô Đông xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô ơi, em thấy cô đang lửa tí tô nè. Mình dùng tí tô làm gì vậy cô? Hôm nay cô sử dụng tía tô để chế biến một món ngon cân bằng dưỡng chất. Món này vừa bổ dưỡng vừa ngon, hay có thể nói là một món ăn mọi người thường hay ra tiệm ăn. Thế là ngày hôm nay cô sẽ giúp quý vị khán giả mang món ăn từ tiệm về nhà đúng không? Tất nhiên rồi, khi đi ăn tiệm, thấy món ăn nào ngon phải đưa về nhà nấu để mọi người cùng thưởng thức. Và hôm nay tôi sẽ xung phong hướng dẫn thực hiện món ăn tiệm tại nhà. Và Minh Châu cùng quý vị khán giả hãy nấu để mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nhưng mà món này có dễ thực hiện không cô? Làm có nhanh không? Rất đơn giản, chỉ trong tích tắc thôi là xong ngay. Mà món này chúng ta ăn mùa nào cũng đều ngon hết. Nhưng ăn vào mùa Tết thì thích hợp hơn, khi mà người cứ no ngang vì hậu quả của chúng ta ăn quá nhiều thịt. Nghe thì hấp dẫn đó, nhưng mà nói qua nói lại nói tới nói lui, nãy giờ cô vẫn chưa chịu bật mí cho em món này tên là gì. Được rồi, món ăn này rất quen thuộc, một món ăn mà khi chúng ta ăn chúng ta sẽ chảy nước mắt vì cay. Và cũng như nhà văn Thạch Lam đã nói về món này, những giọt nước mắt ấy còn chân thực hơn cả những giọt lệ tình. Đó là món bún ốc. Để thực hiện được món bún ốc, các bạn cần chuẩn bị thịt ốc, bún tươi, rau ăn kèm, đậu hũ, hành lá, lá ngò gai, cà chua, ớt hiểm, chanh, bột nghệ, hành bằm, mắm tôm, ớt sa tế, tiêu, giấm gạo Lisa và hạt nêm Aji ngon. Cô ơi, em thấy ốc này sạch quá à. Cô đã làm trước rồi phải không? Tất nhiên rồi, để làm sạch được như thế này thì các bạn phải ngâm ốc trong nước vo gạo một đêm để ốc nhà bớt chất dơ và bẩn. Sau đó chúng ta sẽ rửa ốc bằng muối và giấm để cho ốc không còn chút nhớt nào nữa. Các bạn nhớ, để cho khử được mùi tanh của ốc thì các bạn phải ướp với 1/2 muỗng nghệ, 1 muỗng cà phê hành bằm, 1/2 muỗng mắm tôm, 1 chút tiêu và 1/2 muỗng hạt nêm Aji ngon. Và cuối cùng không thể thiếu được 2 trái ớt hiểm bằm nhuyễn để cho vào ướp ốc. Các bạn sẽ cắt miếng đậu hũ này thành những miếng nhỏ vừa ăn. Cà chua chúng ta bổ hình múi cau. Lá hành và ngò gai chúng ta thái thật nhuyễn. Chúng ta sẽ cắt chanh ra thành những miếng nhỏ chút xíu nữa. Dùng bún ốc chúng ta sẽ phải ăn kèm với chanh. Còn một trái ớt cuối cùng này chúng ta sẽ đập ra. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nêm dằn vào nồi nước dùng. Tiếp theo, các bạn hãy chuẩn bị một nồi nước dùng. Các bạn có biết không, một món bún ốc ngon thì phải đảm bảo được nước dùng trong như thế này. Cho nên khi chúng ta hầm nước dùng từ xương heo, sau đó các bạn phải lọc rất cẩn thận thì nước dùng bún ốc của chúng ta mới đảm bảo là ngon. Và bây giờ trong khi chờ đợi nước dùng sôi, chúng ta sẽ xào ốc. Các bạn cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, chúng ta sẽ cho hành tím vào phi thơm. Các bạn nhớ là khi chúng ta xào ốc, bao giờ cũng phải xào lửa lớn và thật nhanh tay. Con ốc vừa chín tới thì ốc mới giòn và đảm bảo độ ngọt ngon của ốc. Và sẽ không bị dai đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta tắt lửa đi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần chế biến nước dùng. Trước tiên, các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Dầu nóng rồi, các bạn nhớ phi thơm hành tím. Các bạn đừng có quên trái ớt mà lúc nãy chúng ta bớt lại. Khi hành tím thơm, các bạn nhớ cho cà chua vào xào. Và Minh Châu giúp cô mở nồi nước dùng, cho toàn bộ cà chua này vào nồi nước dùng. Khi các bạn thấy cà chua của chúng ta đã bắt đầu chín, các bạn sẽ nêm với 2 muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Và các bạn cũng đừng quên dằn 2 muỗng giấm gạo Lisa vào trong nồi nước dùng này. Và cuối cùng chúng ta phải cho 1 ít sa tế vào nồi nước bún ốc. Trước tiên các bạn phải trụ bún qua nước sôi để bún bớt chua. Trước khi gặm bún, các bạn nhớ cho ốc vào đây để chúng ta làm nóng ốc. Các bạn phải cho hành lá và ngò gai vào tô. Chúng ta sẽ xếp cà chua lên và 1 miếng đậu hũ và cho ăn ngập tô. Nào Minh Châu thấy thế nào? Tô bún ốc của chúng ta rất là đẹp và ngon phải không? Dạ đúng rồi, khi mà vừa mới bưng tô bún ốc ra là em thấy ngay màu đỏ rất tự nhiên của cà chua và của ớt nè, trông rất là đẹp mắt.
Các bạn thân mến, đấy là cái lợi của việc nấu ăn tại nhà. Chúng ta sử dụng màu tự nhiên từ rau củ quả, rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô ơi, từ nãy tới giờ hả, cô nào là quảng cáo với em đây là món ăn vừa ngon nè, vừa cân bằng dưỡng chất, mà sao mà em chưa biết là nó có ngon thật hay không? Này, cô mời Minh Châu dùng thử. Dạ. Em có thể ăn kèm với mắm tôm, với chanh hoặc với ớt sa tế. Dạ. Rất là thơm. Em sẽ thử cả ốc này nha. Ốc giòn và vẫn giữ được cái vị ngọt mà không hề có mùi tanh một chút nào hết á. Cảm ơn Minh Châu. Các bạn thân mến, chỉ trong tích tắc thôi, chúng ta đã có ngay một món ăn tại nhà rất ngon, bổ dưỡng, và tôi hy vọng các bạn sẽ thấy hài lòng và chúc các bạn ngon miệng. Món ngon, cân bằng dưỡng chất. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng một món ngon thanh đạm như ngày hôm nay nhưng lại rất là đầy đủ các dưỡng chất giúp cân bằng lại cho chúng ta sau những ngày Tết ăn quá nhiều những cái thực phẩm nhiều chất béo. Chắc chắn rằng sẽ đủ sức để níu chân người thân của quý vị ở nhà nếu quý vị thực hiện tại nhà đó. Còn bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Trước khi chia tay, hãy cùng nhau ôn lại hai cách quen thuộc để liên lạc với chương trình nhé. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại 083 823 7557. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ, cô Đông và Minh Châu xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.